Chào bạn thân mến, ở video này cô Thơm sẽ hướng dẫn cho các bạn làm các cái dạng video up lên TikTok. Ví dụ rất là nhiều bạn dạng ngang mà muốn up lên TikTok, định dạng chuẩn của TikTok là dạng dọc 9-16, thì các bạn sẽ làm như thế nào trên CapCut? Đầu tiên thì cô Thơm sẽ vào lại từ đầu nhé, vào up CapCut này, sau đó vào dự án mới, chúng ta sẽ add cái video mà chúng ta muốn đưa lên. Ví dụ cô Thơm sẽ demo một cái video này, đó, bấm thêm. Đó, ok. Và khi mà đưa video lên thì CapCut sẽ tự định dạng cho mình. Ví dụ đây là dạng ngang, nó sẽ tự định dạng ngang, dạng vuông hoặc dạng dọc. Thì bạn sẽ cần phải gạt các cái thanh công cụ ở bên dưới và chúng ta sẽ định dạng lại. Ok, chúng ta định dạng 9-16 là dạng của TikTok nhé. Và các bạn sẽ căn chỉnh làm sao mà cho nó đẹp và phù hợp. Ok, mình sẽ demo đưa lên đây một chút nhé. Rồi, ok, sau đó các bạn sẽ bấm vào mũi tên. Đấy, mũi tên ở góc bên trái đây. Và các bạn sẽ tìm cái chữ đó là lớp phủ. Các bạn sẽ thêm lớp phủ. Và chúng ta chuyển sang bên hình ảnh. Các bạn sẽ chọn cái phôi mà phù hợp để các bạn đưa lên. Rất là nhiều phôi nhé. Các bạn sẽ tìm trong nhóm Zalo, nhóm học. Các bạn sẽ được tặng rất là nhiều phôi hỗ trợ về hình ảnh, giúp cho các bạn làm video một cách độc lạ. Các bạn sẽ bấm thêm. Sau đó mình sẽ dùng hai ngón tay đặt vào màn hình chính. Mình sẽ zoom full lên cho nó kín cái phần đen. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi, và để hiển thị cái lớp video ở dưới thì chúng ta cần phải xóa phông xanh. Xóa phông xanh ở cái lớp lớp ảnh ở trên, đúng không ạ? Thì xóa phông xanh bằng cách bước 1 chúng ta bấm vào phần phông xanh, đúng không ạ? Chúng ta gạt sang bên trái và chúng ta tìm cái chữ đó là gì? Đó là phông xanh. Đây, phông xanh cạnh chữ mặt nạ đây. Rồi, và đặt tay vào màn hình chính, thấy cái đèn tròn, chúng ta sẽ di chuyển cho nó sang màu xanh. Thì các bạn sẽ bấm vào phần cường độ và chúng ta sẽ xóa phông, làm sao mà rõ nét nhất cái hình ảnh của mình, nhìn rõ cái video ở dưới. Rồi sau đó thì các bạn có thể điều chỉnh bóng hoặc là cường độ, làm sao điều chỉnh hai cái thanh này nó đẹp đẹp và nét nhất các bạn nhé. Rồi, ok. Các cái thông số khác nhau nên là chúng ta hãy điều chỉnh. Đó, ví dụ như mình điều chỉnh ở đây, đó là cái độ tầm độ 8-10 là nét rồi. Được chưa? Bóng thì ở đây cũng không cần phải điều chỉnh, bởi vì cái phông xanh này nó nét rồi. Chúng ta tích V. Ok, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần video và điều chỉnh cho nó khớp với cả cái phông ở dưới. Đó. Đó, ok, và chúng ta nhìn nó giống như là một cái tivi, đúng không ạ? Một cái màn hình tivi. Rồi, và các bạn thấy rằng là cái ảnh phông nền xanh này nó đang bị ngắn. Đó, mà video của chúng ta dài. Đó, thì chúng ta sẽ đặt tay vào cái màn hình trắng cuối này, chúng ta sẽ kéo đến tận cuối. Nếu như video của bạn dài, các bạn có thể dùng hai ngón tay zoom to và thu nhỏ lên. Chúng ta kéo cho nó nhanh. Đó. Thì đối với những video TikTok, cái thời gian đầu chúng ta làm thì các bạn nên làm video ngắn thôi nhé. Video dưới 1 phút thôi thì để tăng tỷ lệ xem lại rồi tăng follow nhiều hơn. Đấy, đó là lời khuyên cho những tài khoản mới. Còn đâu là tối đa của TikTok thì đăng được 10 phút. Đấy, 3 phút, 10 phút. Nhưng mà có thêm khuyên đối với tài khoản mới thì chúng ta nên đó là làm video dưới 1 phút. Sau đó các bạn sẽ bấm vào mũi tên để cho nó ra ngoài và hiển thị chữ T văn bản, để các bạn sẽ thêm cái tiêu đề vào cái ô ở đây nhé. Thêm văn bản. Đó, ví dụ như là cô Thơm sẽ lấy một cái tiêu đề đó là gì? Đó là 5 cái cách kiếm tiền online hot nhất hiện nay chẳng hạn. Đó, demo ví dụ các bạn có thể 3 dòng hoặc là tối đa là 3 dòng các bạn nhé. Đó, và cái cách mà làm sao để viết tiêu đề hot thì các bạn có thể tham khảo. Cô Thơm đã gửi cho các bạn đó là 25 video về tự huyệt cảm xúc rồi, và cách viết tiêu đề hay rồi, thì các bạn có thể xem. Ví dụ 5 cách kiếm tiền. Cô Thơm sẽ cho làm 3 dòng cho chữ nó to nhé. Hot nhất hiện nay. Ok. Đó, mình có thể đặt vào cái ô vuông ở đây, mình sẽ cho to lên một chút. Hay hoặc là các bạn sẽ bấm để cho nó hiển thị cái phần đây, ví dụ như phần chữ ba lâu là Cô Thơm rất hay sử dụng này.
Đó, chữ vừa to vừa nghiêng nữa thì mình có thể cho to thêm. Đó, và mình căn. Đó, ok. Đó, mình sẽ căn. Ok, mình sẽ căn chỉnh làm sao mà cho nó phù hợp nhất. Rồi, ok. À, các bạn có thể chọn màu khác, được chưa? Chọn màu ở đây. Đó, chọn một dòng chữ T này có rất là nhiều màu. Hoặc là bạn thích cái màu hiệu ứng nhiều màu hơn nữa, bạn sẽ bấm vào hiệu ứng ở đây. Đó, bạn chọn cái màu phù hợp. Và cái bảng màu kết hợp như nào thì cô Thơm gửi cho các bạn ở trong nhóm rồi. Các bạn có thể xem nhé. Ví dụ đây là cái nền sáng đúng không ạ? Nền sáng thì các bạn có thể chọn cái tiêu đề của mình, cái màu nó nổi bật. Ví dụ như màu vàng cũng được, hoặc màu đen. Đấy, ví dụ cô Thơm thích màu tông đen thì cô Thơm sẽ chọn màu đen nhé. Tích V. Rồi, và chúng ta có thể kéo dài đến cuối video. Đó. Rồi, hoặc là bạn muốn rằng chữ này nó giãn ra, đúng không ạ? Giãn ra thì các bạn có thể vào lại phần A phong cách. Các bạn sẽ bấm vào phần bố trí ở đây. Đó. Ví dụ như các bạn muốn giãn ra một tí để cho nhìn rõ hơn. Đó, ok. Đó, còn nếu mà nhiều chữ đúng không ạ? Nội dung mà dày hơn mình có thể cho nó ngắn vào. Đó, rồi. Ok, và các bạn muốn rằng là ở trên có một cái câu gì đó hay nữa thì các bạn sẽ sao chép. Đó, sao chép và chúng ta sẽ bấm vào cái bút ở đây chúng ta sửa. Ví dụ như là người trao giá trị, có thêm cho thêm cái người trao giá trị nhé. Bạn cũng có thể trao một cái câu slogan hoặc là một cái từ gì đó, hoặc là không có cũng được, muốn đơn giản không có cũng được. Vậy chúng ta sẽ đặt ở phần trên này. Rồi, ví dụ như là các bạn sẽ bấm vào A phong cách để chúng ta sẽ chọn màu chữ hoặc là chọn phông chữ dạng khác. Đó, thì các bạn sẽ tùy thiết kế thêm những cái mà chúng ta làm. Đó, thì chúng ta copy một lần thôi, nhưng mà chúng ta không cần phải kéo nữa, nó đã kéo dài đến cuối video rồi. Ok, rồi và chúng ta sẽ lưu, các bạn sẽ lưu ra. Đó, đây ví dụ các bạn sẽ lưu ra. Rồi, chờ nó xuất ra, sau đó thì các bạn sẽ căn cái giờ vàng, các bạn sẽ đăng lên video, đăng lên TikTok, ví dụ như là sáng là 6-7 giờ đúng không ạ? Trưa là 11 giờ, hoặc là tối là từ 19 giờ đến 20 giờ thì mình sẽ căn cái giờ giờ vàng, mình sẽ up video lên nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.